Quản lý truyền thông của ca sĩ Phi Nhung khẳng định, thông tin nữ ca sĩ qua đời là fake news, tin giả, phóng viên, đông đảo các nghệ sĩ kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện cho Phi Nhung. Tối ngày 27 tháng 8, trên mạng xã hội cũng như một số nghệ sĩ bất ngờ đăng tải lời chia buồn về việc ca sĩ Phi Nhung qua đời, khiến nhiều khán giả bất ngờ và hoang mang. Trước đó, quản lý Phi Nhung xác nhận, nữ ca sĩ mắc Covid-19, được nhập viện Gia An 115 để điều trị từ ngày 19 tháng 8. Trong thời gian điều trị tại đây, Nữ ca sĩ phải thở máy vì tình trạng trở nặng. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe không được cải thiện nên Phi Nhung đã được chuyển viện đến Bệnh viện Chợ Rẫy tối ngày 26 tháng 8. Chị Nhung vẫn đang cố gắng và giai đoạn này chúng ta cùng cầu nguyện đi ạ, à. quản lý truyền thông của Phi Nhung chia sẻ. Anh Đỗ Minh Trí, quản lý cũ cũng là bạn thân của Phi Nhung hiện tại cho biết, tình hình sức khỏe của Phi Nhung đang ổn định. Xin cả nhà hiệp nguyện cầu mong bạn em được vượt qua và mau chóng bình phục. Mùa điên điển lại sẽ nở rộ cùng nhau gửi lời chúc tốt đẹp đến nàng nhé cả nhà. Anh Minh Ký viết, cùng với những người cộng sự của Phi Nhung trong đảo các nghệ sĩ cũng đã bác bỏ thông tin trên và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Phi Nhung. Nghệ sĩ Việt Hương, người đã hỗ trợ xe cấp cứu để chuyển viện cho Phi Nhung từ Bệnh viện Gia An 115 sang Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đăng tải lời kêu gọi mọi người không đưa thông tin sai lệch làm hoang mang. Chỉ viết, đồng nghiệp của Hương vẫn đang được chữa trị tận tình và rất tiến triển theo phát đồ điều trị của bệnh viện. Xin một lời cầu nguyện dù ở bất cứ đạo nào cho tất cả người bệnh, có người bệnh thì mình đều cúi xin tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, đang làm việc, trời đang mưa nhưng vẫn cúi đầu niệm cầu mong, bạn già vượt qua, chúng ta cùng nhau đoàn kết yêu thương vượt qua, cẩn trọng và bình an nha cả nhà, Phương Thanh bày tỏ.